chân. Họ thân thiện với chào tay. Cho chị xí bông nước muối. Đừng có giống nhau nghe. Phúc đổ tươi dễ sợ nha. Thì hai người no thì kêu, mà hai người đói, hai người kêu. Chưa ăn thì không kêu. Đầu mày nữa. Toàn là người ăn đầu kêu không đứa trời. Mùng nghiêng. Thề đúng không? Cái mùng nghiêng đó lại. Cũng được như quá được luôn. Hôm nay là không biết bao nhiêu clip rồi đó, chắc cũng mấy trăm clip rồi. Nó dần cả trăm rồi. Em nói mấy tiếng thế giới rồi. Hồi xưa giờ từ bên nâng án trường, từ bên mô lâu rồi đó. Nặng bụng từ cái thờ mô mô chữ. À bên nâng án thôi. Không mà một lần này lần đầu tiên mình nặng á, lần thứ hai đúng không? Thứ hai tao còn một mặt là cái mặt của ông biết bao nhiêu video đóng góp hơi nhiều, đóng góp video mà video của hắn video cũng đỉnh không á. Cái này xuống lại nha. Không cho nên hình như nặng râu như măng con. Thế mình thấy dễ chịu lắm rồi. Đây, cái điều hòa cái sọc như thế nào nữa. Lạnh trên cái đỉnh đào luôn. Em chỉnh cho nó xuống dưới chị đây nè. Hình hết lát rồi, giờ nó được lên xong không? Tới đó rồi. Ôi sao trời, tụi bay sai rồi. Nó xuống nữa. Xuống nữa, xuống nữa, xuống hết luôn á. Hay auto đây cho. Chứ không phải vô đầu, về cống đầu luôn. Máu không lên não luôn, tên liệt não. Máu đóng bằng. Bụng Phúc kêu dễ sợ. Cháu này nó cho nó súng đi chứ chị, mình cầu nóng đó. Chị vẫn gồng quá mà. Đúng là bụng. Cái gì? Thấy mình giúp mình đi đúng lỗ mũi anh thành xúc động quá gì. Ủa lạ đó, mới lại mới leo lên mới rậy xuống.
À, súng nè. Thì đó, là súng chì vậy đó. Ủa hai cái. Chứ mới làm hơn nữa. Không, cái này về đồ lấy cái mũ lông buộc vào tay á. Để giảm gió chứ, để giảm gió. Wow, đẹp quá. Hồi nãy giờ cục mồm đứa. Nhấc lên lên. Chung. Ủa mà quay đi thành hai video được không? Ừ thì được mới thành bốn cái. Đứa mình quay hai máy không lợi. À, cũng đâu có dễ đâu. Lời mà lời hại. Chứ lời là thấy hại. À, tôi chưa biết lợi hại đây. Lỡ mà không có bị chi thì bây giờ không chơi nữa. Đỡ thương câu. Giống buồn đẹp. Không, quay hai cái khác nhau quá. Hai góc khác nhau. À, chỉ lắm. Ừ. À, cái này không phải là ai để ý. Nhưng mà hệ thống bật ra lỗi. Tự động á. Tự quét. Ừ. À, không. Ghê đứng ra rồi. Ừ. Nhưng mà bà... Tại vì chị nghĩ là nó cũng... Đi chỗ có xin đứng tôi cáo. À. Thì... Tưởng đâu đầu ra. Cống cái đầu không chừng. Không, mới cho lên trên đi. Cho lên trên trời đi. Đã lên trên đi. Lấy gì? Trời bỡ rứa mày em thấy ta no luôn, ta không đói luôn à. Bỉ mà làm chứ cái lưng bỏ rồi. Ok. Bà chàng cứ yêu quái. Đây, cô. Là bà cứ wow wow xong rồi rờ 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 nữa chứ. Chảy nước miếng. Nhai được nhai luôn. Ai mà đây em vô trong cái động mẹ rồi. Một thằng. Thế cô con về nấu đi chứ ăn. Hôm đó em chỉ đau thôi. Nghe máy luôn yên à. Rồi mình nói wow wow xong mình giờ không thấy có mụn mà luôn. Alo. Cái gì lo đây nè. Cái gì để sau đúng không? Hải chị ơi. Nghe luôn đi em. Bên em 8 giờ mới mở cửa chị. Nhưng mà chị Loan nặng thì... Chị làm, chị Loan thì phải 10 giờ nghe. Dạ, 10 giờ. Dạ, dạ. Dạ, 356 thì 38 còn gì. Dạ, lên là làm chị. Tầm 10 giờ ấy. Chờ là 1 phút mày rồi. Trời, dễ thương. Chút nữa mới lem ra. Rồi, cái bà cũng đứa bà đứng vô bà quay trong phút kia. Cái này em đang chỗ này nè, em cầm giùm luôn đi. Câu qua lại bên kia em đưa lại. Không phồng nữa. Chắc thêm cái nữa chứ còn thấy còn nhiều nữa. 5 phút đi không nổi rồi đó. Đi hơi xa rồi. Chơi đi mà làm sao mà. Mình bán đẹp hơn. Máy nó mua cũng đẹp hơn. Sáng xa gì mà thích hơn. Máy này đang quay dữ. Bữa nó quay nó rung rung rung. Xem có rung không? Mày biết cái máy dùng của hắn dùng không biết bao nhiêu năm. Từ năm 2019 chơi rồi hả? Này. Thì như rứa đi cho nó khác nhau. Này.
Phúc lắm rồi mày. Cái này mà Phúc đứng ở đây này ngon nè. Lấy nghĩ đi.